interest rate tăng cao quá, bây giờ ai cũng sợ hết, thành ra là chị có nên mua ở thời điểm này không em, hay là chờ tiếp? Hello, xin chào tất cả mọi người, em là Julie Phan, realtor ở khu vực Tampa Bay, Florida. Em xin được chia sẻ là như thế này, thì cái người investor thực thụ thì họ sẽ mua ở trong bất cứ cái market nào, bất cứ một cái market nào nó cũng có cái lợi và cái không lợi, nhưng mà nếu mà mình chuyển những cái không lợi thành cái lợi cho mình thì mình có thể mua được anytime. Và thường thì họ đầu tư không phải là chỉ là seasonal hay là market như thế nào thì như thì họ mới dám mua, mà họ mua rất là thường xuyên, mặc dù cho là market có lên hay xuống họ cũng vẫn tìm được cái cơ hội và những cái deal good để mà họ mua. Thế cho nên là anh chị hãy liên hệ với người realtor của mình để nói chuyện và được tư vấn xem là ở những cái market khác nhau thì mình có được cái lợi khi mình mua là như thế nào và không lợi khi mình mua là như thế nào. Ví dụ như trước đây cái interest rate nó thấp thì ai cũng nhào vào mua, nhưng mà anh chị sẽ phải đấu đá với rất là nhiều người buyer khác nhau. Một cái căn nhà có thể là 30-40 cái offer và mình phải trả giá cao lên đến 10-15% cái giá trị của căn nhà. Nhưng ở cái market này bây giờ interest rate lên cao thì cái người lượng người mua qualify được cho cái mortgage ít lại, thì anh chị không phải đấu đá nhiều như trước nữa, thậm chí là có thể trả giá bớt xuống hoặc là không cần phải trả lên đến 10-15% cao hơn. Thì tính qua tính lại, nếu như mà cái căn nhà mình mua mà cái interest rate nó vẫn thấp hơn với cả cái inflation ở thời điểm hiện tại là 9-10%, mà interest rate đang khoảng cỡ 5-6%, thì cái nào lợi hơn? Thank you, xin chào tất cả mọi người.